Sáng nay, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên lần thứ 11 và tập huấn điều trị đa chuyên khoa tham dự có giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, thứ trưởng Bộ Y tế, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Diệu, chủ tịch Hội ung thư Việt Nam. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cùng hơn 600 đại biểu, trong đó có chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên quốc tế đến từ Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ, Hội ung thư Vũ Đông Nam Á và cả quốc gia trên thế giới có hơn 190 báo cáo khoa học, bài giảng, thảo luận ca bình, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và điều hành các tổ chức phòng chống ung thư được trình bày tại các phiên của hội nghị. Báo cáo cho thấy gánh nặng ung thư tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm và có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng mừng là chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được những tiến bộ về công nghệ trên thế giới. Bệnh ung thư có thể được chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, kịp thời và nhờ những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện Trung ương Huế là một cơ sở điều trị ung thư uy tín trong khu vực và cả nước. Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế vừa qua năm thứ 11 tiếp tục được đánh giá cao về tình chuyên nghiệp và chất lượng khoa học. Ngoài khóa tập huấn điều trị ung thư gia chuyên khoa truyền thống, trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra lớp đào tạo ghép tủy viva mùa thu, ghép tủy cho các bệnh lý không ác tính, hội nghị ung thư vụ Đông Nam Á và diễn đàn bệnh nhân ung thư Việt Nam.